anh rơi, ngồi trên cát nhìn bến đêm hát vu và mấy câu tình ca. Em có cam đoan với toàn thể quý vị khán giả cả nước là lát nữa mình hát đàng hoàng không? Dạ em nói là em tập rất riết 2 tháng trời, nhưng em hứa hôm nay em hát hay, em hứa với mọi người em sẽ hát hay. Ngồi trên cát nhìn bến đêm hát vu và mấy câu tình ca, trái tim buồn đã trao gió đông buồn. Thưa quý vị, chưa bao giờ mà tôi bị ép tim đến như vậy. Vượt qua rồi quý vị ơi, đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Lần một đã xong rồi. À lần một. Em muốn hát dài lắm sao? Dạ muốn hát thêm nữa. Khán giả chỉ cần em hát ngắn là đủ rồi. Và như vậy là nhân vật bí ẩn của chúng tôi đã xuất hiện và đã hát chung với Buka. Chúng ta chỉ biết nhân vật nam này là ai. Buka có phân tích gì về giọng hát này không? Nãy giờ chưa nghe được gì hết. Sao vậy? Em lo hát, lo nghe nhạc không ạ? Tại vì em sợ vô trễ á. Và bây giờ mời nhân vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Khán giả ở đây là một trong những khán giả có tâm nhất hệ mặt trời, luôn đứng lên cổ tay nồng nhiệt khi nhân vật bí ẩn xuất hiện. Ôi dạ, ai cũng vậy hả? Ai cũng vậy thôi. Ai? Mái 73. Mái 73. Dạ. 73 là ai? Chỉ có ba chị ở nhà để 73 thôi. Đây là 73 chuẩn chuẩn. Dạ đúng. 73 chuẩn luôn hả? Mình có quyền nói chuyện trực tiếp, muốn hỏi gì hỏi. Ủa nói được không anh? Vâng. Alo. Em chào chị ạ. Con gì mới kêu vậy? Chị, ai vậy là nhỏ tuổi hơn. Chị, chào em. Vâng ạ. Ai trời? Hỏi đi. Em ơi. Vâng em à. Sao em chậm vậy? Em không có chậm đâu ạ. Con gái hả? Trai. Trời trời. Trai, sao giọng điệu vậy? Thì đó. Da trắng lắm. Da trắng thì chỉ có Quang Trung thôi. Trung hả? Trung nào cơ? Quang Trung ở quận 2 đúng không? Vâng ạ. Em có thân với chị không? Cũng thân ạ. Có chơi chị không? Có chơi chị không? Em có chơi với chị à? Em chơi với chị đâu chưa? Cũng lâu rồi à. Bao nhiêu năm tình bạn chúng ta? Bao nhiêu năm thì chị tự đếm đi, hỏi em làm chi. Em có thích ăn ốp la không? Có. Em có thích đi spa không? Có. Có thích hát ca không? Có. Đu la cà? Không à. Em có diễn hài không? Có. Hát hay không? Cũng hay à. Nhà chị ở quận mấy? Quận 8 à. Đó. Em qua nhà chị có mấy thành viên? Có chị với Elvi. Wow. Elvi là con chó đó quý vị. Uga có thêm một con chó tên là Elvi. Em biết mẹ chị không? Biết à. Bữa em qua nhà mẹ chị nấu gì cho em ăn? Đó. Hôm em qua đâu có mẹ chị ở nhà đâu. Lần gần nhất em qua là có Chris Phan ý. Có Chris Phan hả? Vâng. Vậy là Quốc Khánh. Chị quên à, hôm mập ấy mập qua không? Xong rồi Chris Phan ở với Quốc Khánh ở ngoài chơi game, em vào phòng chơi với chị đấy. Trời ơi. Khoan, cho chị chạy lại dữ liệu cái. Em vô phòng chơi với chị. Chơi gì chị chỗ? Em sự về offline với chị đấy. Vậy là Quang Trung rồi, không khác, không thể nào sai được. Nhưng mà không lẽ người ta nói thật như vậy hả? Ai mà biết những chuyện tế nhị của em với mà ốp la là cái gì? Là trứng ốp la hả? Dạ. Trứng ốp la thì có gì để tâm sự? Thì là những yêu thích của em cho nên là em tâm sự với chị. Cách chế biến mới nhất. Wow. Cách chế biến ốp la nè. Em có một cái tên nào chưa?
Em nghĩ là Quang Trung. Nhưng mà nếu mà nó quịch tẹt ra hoài như vậy thì có thể không phải Quang Trung. Đúng vậy. Nếu mà Quang Trung đến đây thì phải lừa em chứ hả? Hoặc có thể là Quang Trung. Chị với em có làm việc chung chưa? Có. Mình làm gì với nhau? Làm hè. Làm hai. Có bao giờ thấy mình song ca nhau chưa? Chưa. Khó quá vậy ta. Quốc Khánh, Quang Trung, Minh Dự. Mà đẹp trai chứ không phải đâu. Ủa tại sao biết đẹp trai? Nãy hai bạn mới nói. Em tin hai người này hả? Thấy mắt hai đứa nó sáng rỡ á. Khi mà dỡ mặt nạ ra. Không, chị phải tin em. Em thấy đẹp trai thật. Tại vì đẹp cái không? Đấy là phản xạ tự nhiên của em. Em không bao giờ lừa dối được cảm xúc. Trời ơi, em không bao giờ lừa dối được cảm xúc. Vâng, đẹp là em mắt sáng. Xin Tuấn Kiệt. Không. Người này cao hơn chị một tí. Hơn cao hơn nửa bức tường này. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m74. Em mang giày xe máy? Xài bao nhiêu chị tự nhớ đi. Em mặc đồ size mấy? Mặc đồ size của em. bữa em có mới tặng chị cái gì đó, em nhớ không? Cái gì đó? Chị nhớ thì chị nói đi, hỏi em làm chi? Không, bữa em mới tặng chị cái gì đó, em đi Mỹ về á. Lâu rồi em đâu đi Mỹ đâu. Hồi lúc trước á. Chị còn thiếu quà sinh nhật của em thì chưa đưa đó. Từ năm ngoái chị nói chị mua xong chị vứt vô kho tới giờ luôn đó. Người này miệng rộng nha chị. Miệng rộng. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm mà nãy giờ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng vậy. Lê Dương Bảo Lâm nãy giờ là nuốt luôn bức tường này rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Miệng rộng. Ai trong showbiz miệng rộng? Trung nè, Trung. Là size XL đó. Xin hãy cho một cái tên đi ạ. Tên cuối cùng là. Khoan cho em hỏi một lần nữa. Hỏi một câu cuối cùng. Ba mẹ em làm nghề gì? Làm nghề kinh doanh à. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên gì chị tự nhớ đi, mình thân mà. Ba chị tên gì? Tên gì em quên rồi nha. Nếu như là Quang Trung thì em có bao giờ mặc đầm chị chưa? Chưa. Không phải Quang Trung anh. Ai biết? Thấy mọi người lắc đầu quá kìa. Ali Hoàng Dương. Ở đây khán giả chỉ có một biểu cảm thôi. Em bảo Quốc Khánh. Xin Tuấn Kiệt. Âm thanh lớn hơn là xin Tuấn Kiệt. Đó đi ạ. Hai em có thể giúp đỡ chị một chút xíu nào đó không? Em gợi ý cho chị thêm một cái nhá. Lưng hơi kiểu khòm khòm ấy. Lưng hơi khòm khòm. Khòm khòm. Bị còng lưng hả? Ai ta? Ông ngoại chị. Ai mà nghệ sĩ mà lên lưng khòm khòm như vậy? Đoán đi ạ. Hai đứa biết người này không? Biết. Biết kia. Hai đứa biết người này có với chị có thân với nhau không hay là có chơi với nhau không? Thân hả? Mặt thật không? Mặt rất thật nha. Thân không Duyên? Chị tin tưởng em. Dạ cũng thân hả? Cũng thân. Thân hả? Dạ. Người này là ca sĩ hay là? Ca sĩ. Ca sĩ đúng không? Ca sĩ diễn viên luôn. Nhưng mà đi hát trước hay là đi ca trước? Em ơi, em đi hát trước hay đi diễn trước? Lúc này lúc kia. Không, ý là từ lúc mà sinh ra, đầu đời của em á. Lúc sinh ra là em đi học trước. Đoán đi ạ. À. Ý chị là khi em bước ra đời làm nghề á, là em đi hát trước hay là em đi... Đây! Ủa lớn hả? Em không biết tại lo nói chuyện á. Thế không? Đi chơi vàng, đứng đây là thấy rồi, chơi gì nữa? Không có thấy, sao thấy được? Em đứng tới đây à. Đoán, ai? Em thấy có cọng lông lú lú ra màu bạc. Ai? Nhanh, 5, 4. Quang Trung. Không, chính xác. Chưa, em mới... Ủa đâu phải chương trình gì em, đâu? Em đoán mà em chưa chốt. Không, em có từ chốt. Không, chính xác là nói chơi thôi mà. Ôi, nó hồn. Ai? Xin Tuấn Kiệt. Xin Tuấn Kiệt. Nó đó. Phải không? Chính xác. Anh có nói chơi không? Đoán đi ạ. Anh nói hay đúng lắm. Ở đây có fan của Jin không ạ? Không có hả? Có fan Quang Trung không ạ? 5, 4, 3, 2, 1. Đây là Jin Tuấn Kiệt. Đúng không ạ? Mệt thật đấy. Không phải hả? Không phải Jin. Những cái tên hồi nãy em kể có một người. Có hả? Quốc Khánh. Nhưng không, giọng Quốc Khánh không phải giống như hồi nãy. Đây là cái mì được chúng tôi làm effect rồi. Còn hát là họ tự chế giọng họ ra. Chọn cuối cùng là chỉ có thể là Quang Trung thôi ạ. Hết nè. Chia ly đôi đường, tình yêu đến
chợt bỏ đi. Mấy ai vui với nhau một đời, chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi phòng, em và anh mỗi người một nơi, mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những em đẹp và tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Đi đâu? Đi đâu? À, đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình. Đời sống bao nhiêu đắng cay cuốn trôi mau biển đâu tình. Thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Rồi nơi đây biệt đơn côi, còn chẳng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người, và cho bao yêu thương đã trao. Tiếc cho tôi, tiếc cho người. Quý vị thân mến, cuộc đời có những điều cay đắng, có những lúc hạnh phúc, cũng có những lúc dở dang. Buka không nhận ra được Tin Tuấn Kiệt. Lạ lắm mà nha. Tại sao vậy? Đó là phải hỏi trái tim mình. Hồi đấy em đã nói với anh Tin Tuấn Kiệt rồi. Anh không phải. Ờ hay. Phải hay không phải là trái tim tự cảm nhận chứ. Nhưng mà hồi nãy cái giọng lúc đầu nghe thủng 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 lắm. Cái giọng lúc mới hát đầu tiên á. Nghe sao? Thủng. Thủng là sao chị? Nghe kiểu cái người mà thủng thủng như vậy lắm. Không giống á. Chứ hát bình thường là em nhận ra liền. Hát bình thường thì chơi làm gì? Nhưng mà sao em biết chị với Quang Trung vô phòng tâm sự với nhau? Bữa chung có kể em nghe. Mà em cũng qua nhà Buka chơi rồi hả? Dạ chưa. Ủa dạ? Chưa ạ. À, ủa sao vậy? Đổ mồ hôi quá. Chưa nhà chị Buka chơi hả? Dạ chưa, dạ chưa. Thì hai đứa đi chơi, đi chơi đâu? Em đâu đi chơi thường, đem đi làm không à. Thì em ngủ cũng còn không có luôn. Trời ơi, thằng bé học giỏi mà ngoan ngoãn nữa. Như vậy là Buka không nhận được Tin Tuấn Kiệt. Thì sao ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Sáng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở trong nhà hả? Không. Ý là sao? Ý là chị em thân thiết nhau thì phải xin nhanh một tiếng. Phải nhắn tin chị ơi bữa nay quay lại lắm à nha. Thì xin nhanh tiếng rồi mình có thể đoán ra nhau. Để chi? Đúng, để chi? Để chị đỡ bị phạt. Em thích nhìn chị bị phạt mà. Đây, chờ đợi gì nữa. Thiệt, đúng là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm là Tin Tuấn Kiệt. Làm gì ạ? Phạt á. Trời ơi, gì dài dữ vậy anh? Bắt Buka hát nữa thì khán giả không hài lòng á. Câu năm con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát, quên hát phải câu lại từ đầu. Trời ơi. Em đợi nữa hả? Cần em cài giúp chị không? Ủa cái cổ chị nha em.
Tôi tàng hình rồi tôi không thấy gì cả. Rồi à, được ạ. Để coi. Là câu vậy hả? Câu năm con vừa câu vừa hát. Trời, hai ba hát câu. Vì hôm về sao sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Người thân trong cuộc chơi. Khó quá anh ơi. Hát đi ạ. Hát máy tính đó chị. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hát nhạc khó luôn. Các bạn bình thường hát không được, hát nhạc khó luôn. Cho những bông hoa và những nụ cười. Dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa. Tôi chợt biết rằng ngày mai tôi chết. Thôi không có tập trung nữa. Để chú đen chỉ cho nè, để chú đen chỉ cho câu nè. Đó, nè, mình câu đây khó lắm. Mình câu cá là nhanh hơn nè. Anh này bây giờ vậy, bây giờ hãy hát bài gì có chiếc máy bay. Hay là hát bài em tự sáng tác cũng được. Em có sáng tác nhạc đó hả? Có, hát còn bài có máy bay. Chị đây chị đây, chị đây chị đây, chị đây chị đây, chị bay chị bay, chị bay chị bay. Em lái chị không, lái chị không, chị là máy bay. Trời đất ơi, khủng khiếp. Cái gì em cũng làm được. Cái gì cũng làm được hết. Cũng làm được. Rồi, như vậy là thưa quý vị, Buka đã vượt qua phần thử thách của mình. Bây giờ là nhân vật tiếp theo, Hoàng Duyên.